Tại tỉnh Quảng Trị, địa phương duy nhất có nhiều ca mắc COVID-19 ở cộng đồng và đang thực hiện chỉ thị 16 là thành phố Đông Hà. Để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, các địa phương giáp ranh với thành phố đã dừng các chốt kiểm tra y tế với các lực lượng túc trực 24/24 giờ. Riêng tại huyện Cam Lộ có tổng cộng 10 chốt kiểm tra y tế đóng ở đường bộ và đường sông. Mới lập từ trưa ngày 16 tháng 9 nên các chốt tạm bờ, sinh hoạt của các lực lượng khá vất vả. Biết thông tin này, chị em phụ nữ ở huyện Cam Lộ đã đi vận động kinh phí rồi lựa chọn điểm phù hợp để nấu ngày 2 bữa cơm, cung cấp miễn phí cho các lực lượng ở 10 chốt kiểm tra y tế nói trên. Mẹ anh em là chống dịch là vất vả ngày đêm, nên tôi muốn là chị em tôi muốn đóng góp một phần nhỏ để cho mẹ anh em những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng. Tại quán cơm của chị Trang, trong ngày 20 tháng 9 sẽ nấu tổng cộng 95 suất cơm để cung cấp cho 6 chốt kiểm tra y tế ở xã Thiên An. Từ sáng, các chị em ở hội phụ nữ xã đã đến đây, mỗi người một tay hỗ trợ nấu nướng. Tương tự ở xã Cam Hiếu, mỗi ngày có khoảng 4 chị em phụ nữ tập trung nấu 60 suất cơm tăng cho 4 chốt kiểm soát y tế đóng ở địa bàn xã. Mặc dù là trong vụ mùa là đang diễn ra, nhưng mà chị em cũng vẫn là sắp xếp thời gian để mà đăng ký. Chỉ một bữa đó là khoảng 4 đến 5 chị đăng ký để mà phục vụ. Sau khi nấu nướng xong, các suất cơm được chị em phụ nữ mang đến tận các chốt. Việc nấu ăn miễn phí ngày 2 bữa cho chị em phụ nữ ở đây thực hiện không phải trong ngày 1, ngày 2, mà sẽ diễn ra cho đến khi kết thúc các chốt kiểm tra y tế này. Đồng nghĩa với việc dịch bệnh đã được khống chế. Ở đây thì về ăn uống thì rất là khó khăn vì cách xa các khu trung tâm và tuyến đường thì thường xuyên tấp nập có phương tiện qua lại nên ăn uống là rất là khó. Nên dựa vào đó thì có một số mạnh thường quân và hội phụ nữ Liên hiệp của xã Cam Hiếu đã có những phần cơm và những suất ăn sáng, suất ăn cơm trưa, cơm tối hỗ trợ cho anh em lực lượng tuyến đầu chúng tôi tham gia phòng chống dịch như thế này thì rất là cảm ơn để giúp chúng tôi có động lực là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Các chốt kiểm tra y tế ở vùng giáp ranh với thành phố Đông Hà phải thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ. Ăn uống phải tranh thủ. Trong lúc hàng quán đóng cửa, nên các suất cơm của chị em phụ nữ ở huyện Cam Lộ đưa đến phần nào giảm bớt khó khăn, giúp các thành viên ở đây có điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.